Xin chào tất cả các bạn nha. Tiếp tục trong video này mình sẽ hướng dẫn cho các bạn tham gia một nền tảng Ethereum 2.0 Airdrop cho sự kiện Qtestnet nha các bạn. Khi các bạn tham gia sự kiện này thì các bạn sẽ có cơ hội redeem asset nhận một NFT rất là có giá trị cao nha các bạn. Thì để tham gia hôm nay các bạn cần tích hợp mạng Q rồi các bạn. Thì các bạn copy phần link mô tả thứ nhất của mình, các bạn dán vào wiki browser của các bạn để các bạn tích hợp mạng Q vào nha các bạn. Mạng Q này hợp nhất với mạng Ethereum gì đó các bạn. Rồi các bạn bấm vào Add to Wallet nha các bạn. Rồi các bạn mở địa chỉ, nếu mà không được thì bạn chọn trong web trên máy tính nha các bạn. Bấm Add to MetaMask nè. Rồi các bạn mở địa chỉ với MetaMask các bạn xác nhận nha các bạn. Rồi như mình đã tích hợp rồi nha các bạn. Sau đó các bạn copy địa chỉ ví của mình nha các bạn. Rồi tiếp tục các bạn đi forecast con token ETH để làm phí ra nha các bạn. Hoặc các bạn có thể đào nha các bạn. Rồi khi vào các bạn đừng có bắt địa chỉ gửi liền nha bạn, các bạn bấm vào mục đăng nhập các bạn, các bạn chọn một tài khoản Google của tất cả các bạn nha các bạn, email chứ. Rồi các bạn chọn là tài khoản email của tất cả các bạn bất kỳ đi các bạn. Rồi sau đó các bạn chọn trong web cho máy tính nha các bạn. Rồi các bạn bắt vào nha các bạn, bắt địa chỉ của mình vào nè để các bạn nhận là 0.3 token ETH để làm phí ra nha các bạn. Ok, tài khoản đã được kết in sau khi về trước. Rồi sau đó các bạn về kiểm tra giấy mình đã về chưa các bạn, mình 0.3 nó chắc được 0.5 ạ. Ok, mình đã về được 0.5 ETH đó các bạn. Rồi sau đó thì các bạn có thể là đào token ETH này làm phí ra thêm nha các bạn. Thì các bạn nhấp vào link rồi nè, các bạn bắt địa chỉ ví của mình vào nè. Rồi các bạn nhấp vào tôi không phải là người máy nè. Rồi các bạn chọn vào captcha nè các bạn. Đây thì các bạn đào ETH làm phí ra thêm thôi các bạn. Tiếp theo chọn hình ảnh, các bạn lướt captcha xong bắt đầu bấm vào bắt đầu khai thác nha các bạn. Sau khi khai thác xong thì các bạn vào captcha đây thì các bạn thu hoạch nha các bạn. Đang hiện tại đang khai thác nè. 0.1 ETH cho đến 35 ETH cho bạn. Thời gian còn lại là 4 giờ 3 giờ 59 phút. Rồi sau 4 giờ bạn vào các bạn khai thác nha các bạn. Đây các bạn thu hoạch nha các bạn. Rồi sau khi các bạn đã có phí ra này nọ xong xuôi hết thì các bạn phan các bạn, để mình giới thiệu qua về dự án nha các bạn cho các bạn hiểu nha các bạn. Thì bạn nhấp vào link Twitter này nè các bạn. Thì để đủ điều kiện của nhận NFT của dự án này thì các bạn cần có một cái lịch sử kiểm tra thực hiện thì việc gây bằng chứng thì việc chụp nhanh của sẽ được thực hiện trên khối là 565505 trên lò nha bác. Đây thì mình chỉ là đi tạo hợp đồng để bạn, để mình nhận snapshot NFT của nó nha các bạn. Rồi các bạn đem check tiếp theo các bạn. Các bạn chờ mình nhấp vào đây mình tập thông tin cho các bạn hiểu chút nha các bạn. Đây thì đầy đủ điều kiện snapshot của nó thì các bạn cần có ít nhất là một giao dịch nè các bạn. Thì thực hiện ít nhất là một giao dịch. Thì ở đây các bạn nhận NFT có giá trị cao hơn, các bạn cần thực hiện hơn là 100 giao dịch nè, thực hiện ít nhất 100 giao dịch để triển khai hợp đồng nha các bạn. Thì cái triển khai hợp đồng này để mình thử nghiệm cái lò nung NFT của nó các bạn, để kiểm tra sự hợp nhất và đủ điều kiện nhận NFT riêng của triển khai hợp đồng nha các bạn. Thì chút xíu nữa mình sẽ hướng dẫn các bạn triển khai hợp đồng nha các bạn. Rồi sau khi các bạn đã có được con token ETH, sau đó thì các bạn gửi vào một địa chỉ ví nào đó đi các bạn, để các bạn tạo giao dịch nha các bạn. Thì các bạn nhấp vào link Winlist này nè các bạn. Các bạn gửi vào bất kỳ địa chỉ nào cũng được nha các bạn. Hoặc là các bạn có thể tạo địa chỉ ảo nha các bạn. Đây thì địa chỉ ví thì thiếu gì. Các bạn copy địa chỉ ví này đi các bạn. Rồi sau khi các bạn copy địa chỉ ví, các bạn gửi địa chỉ MetaMask cho các bạn ra nè các bạn.
Thì mình để cái link Winlist này cho các bạn gỡ vào 100 địa chỉ ví nha các bạn. Mỗi một cái các bạn gỡ một chút ETH để làm, để có phí giao dịch nha các bạn. Để có cái lượng giao dịch của mình nha các bạn. Và đây thì gỡ quan sát vào gỡ nha các bạn. Đến địa chỉ ví. Các bạn gỡ ít nhất là một giao dịch nha các bạn. Và cho đến 100 giao dịch, nếu mà các bạn gỡ 100 giao dịch thì các bạn sẽ nhận được NFT giá trị cao nha các bạn. Đây thì mình gỡ là 0.0001 thôi nha các bạn. Rồi, bạn bấm chào xác nhận visa nè. Rồi, sau khi các bạn đã gỡ từ 1 đến 100 xong thì tiếp tục các bạn click phần link mô tả dưới video của mình nha các bạn. Rồi, tiếp tục các bạn nhấp vào cái link này nè các bạn. Visit, link visit here nè các bạn. Rồi mình dán copy vào trình duyệt Chrome mình nè. Trình duyệt Wiki Browser mình nè. Vì dự án này nó rất là lòng vòng các bạn. Cũng hơi khó nữa các bạn. Tại vì nó không có một cái bài viết thông tin đầy đủ nên cũng hơi khó làm các bạn. Token RFX. Rồi các bạn di chuyển chọn trong web cho máy tính nha các bạn. Để mình đi connect cho nó dễ các bạn. Dễ thao tác các bạn. Rồi sau đó các bạn bấm vào connect MetaMask nha các bạn. Là các bạn connect với cái mạng kin của tất cả các bạn. Rồi các bạn nhập mật khẩu mình vào, bấm đi nha các bạn. Rồi bấm kết nối. Các bạn cố gắng bỏ chút thời gian các bạn làm dự án này nha các bạn. Ok, sau đó bạn bắt đứt các bạn connect chứ. Ok, mình đã connect rồi các bạn. Hiện tại cái địa chỉ mình đã hiện rồi nè các bạn. Rồi sau đó nó yêu cầu min con số 2 nha ta. Rồi bạn bấm vào một Brave nha các bạn. Lỗi ta. Số 2. Rồi bạn nhập vào số 2 nha các bạn. Các bạn mở địa chỉ MetaMask của mình ra, các bạn trả một lượng phí nhỏ ETH nha các bạn. Rồi khi nó hiện như thế này thì các bạn giảm nhấp vào tôi vẫn muốn xử lý nha các bạn. Rồi bấm vào xác nhận nha các bạn. Hình như là mình trả phí ra con min con số 2 là đủ điều kiện rồi đó. Thất bại hoài ta. Bạn chờ nó cho nó xanh đến chút nhiều không? Ok, cho nó báo là giao dịch thành công rồi nha các bạn. Vậy là được đó nha các bạn. Rồi, tiếp tục thì các bạn cứ brave hết đi các bạn. Số 3, số 4, số 5, 6 luôn nha các bạn. Không được ta. Đã không được các bạn bỏ nha các bạn. Tại phần này mình sẽ test. Hình như là số 4 bị lỗi các bạn. Vì dự án này mình cũng chưa có tìm hiểu sâu về dự án này quá nha các bạn. Bấm xác nhận nè. Rồi tiếp tục thì các bạn min con số 5, số 6, số 7 luôn nha các bạn. Tiếp tục. Ê, con số tới số 6 luôn các bạn. Tới số 7 thì các bạn copy địa chỉ ví của mình nè các bạn. Sorry các bạn. Để mình lấy địa chỉ ví mình nha các bạn. Rồi các bạn copy địa chỉ ví mình nè các bạn. Rồi, bạn dán địa chỉ ví mình chỗ này nha các bạn. Rồi đến địa chỉ ví này luôn nha các bạn. Bạn dán vào nè. Rồi cái chỗ 256 thì các bạn chọn 0 nha các bạn. Rồi các bạn bấm cũng vào viết nè. Rồi các bạn xác nhận nha các bạn. Rồi. Các bạn bấm tôi vẫn muốn xử lý nha các bạn. Xác nhận nha các bạn. Ok, giao dịch thành công. Địa chỉ ví. Này, token này là con token gì ta? Mình đã được chuyển được một lần là token rồi, có ký hiệu là RFX nè các bạn. Khoan khoan các bạn, đây mình phần này mình tìm hiểu chút các bạn.
cái phần này là con tôi cần nào ta. Rồi các bạn tiếp tục là bấm fit đi các bạn, không được phép. Không được phép. Rồi cái phần đó thì các bạn chỉ bấm viết thôi các bạn. Bạn bấm vào mua tôi vẫn muốn xử lý này, bấm xác nhận. Phần bị lỗi rồi. Tiếp tục mình triển khai thêm một con nữa nha các bạn. Rồi các bạn dán vào. Ok. Hồi nãy là mình gỡ phía ra con giao dịch là con GFX, tiếp tục thì mình gỡ giao dịch tiếp là con Merian các bạn. Thì link con này thì bị lỗi thì mình để dưới phần link mô tả dưới video nha các bạn. Các bạn việc vào các bạn connect với MetaMask các bạn tiếp tục nè. Trời, sao mà connect không được quá, các bạn đứng đứng ác thiệt. Các bạn connect nè. Này cũng đơn giản thôi các bạn. Mà nó hơi lộng cộng. Rồi các bạn mới đắp lên nha các bạn. Rồi thì các bạn coi nó hiện địa chỉ ví cho tất cả các bạn nè. Rồi các bạn cũng vào một Prime nha các bạn. Lỗi ta. Bị lỗi luôn ta. Lỗi không chọn trong web cho máy tính này. Thôi nha các bạn visit con đầu tiên được các bạn. Tiếp tục thì các bạn copy cái link này nè các bạn. Tiếp tục thì mình đi triển khai hợp đồng nha các bạn. Các bạn nhấp vào link quét 3 nè. Mình sẽ hướng dẫn nè các bạn. Visit. Rồi tiếp tục các bạn copy cái link là greenethereum.org nè các bạn. Nãy mình tính visit hai con nhưng con kia nó bị lỗi vậy. Sẽ copy. Tiếp tục thì bạn bắt cái địa chỉ cái link mình tạo hợp đồng là clinremix.ethereum.org nè các bạn. Rồi các bạn chọn trang web cho máy tính nha các bạn để mình đi tạo hợp đồng nha các bạn. Nãy là mình chỉ gỡ phía ra để xác nhận trên web của nó thôi các bạn. Video này mình làm hơi lộng cộng, biết các bạn có hiểu không? Cái vào các bạn bấm đầu đi tay nha các bạn. Phan các bạn đem qua mình đọc thông tin chút xíu các bạn. Rồi tiếp tục thì các bạn chọn là cái mạng ETH nha các bạn. Các bạn nhấp vào một ETH nè. Rồi trên đây thì các bạn chọn là mình đi test là mạng là Invest 3 hả ta. Rồi các bạn chọn vào Invest 3 nè các bạn. Chết bà. Đi các bạn nghe. Các bạn bấm vào ETH lại nè. Vì cái này cũng hơi sao không đi một connect ta. Rồi các bạn chọn ETH nè. Rồi trên đây cái dòng đầu tiên thì các bạn chọn là một xuống số 3 nha các bạn. Invest 3 nè. Gnet 3 nè. Rồi các bạn kết nối với địa chỉ MetaMask các bạn nghe nữa nè. Khẩu 1 2 3 4 5 6 7 8. Bấm đi. Bấm kết nối nha các bạn. Rồi thì đây thì nó hiện cái địa chỉ ví của tất cả các bạn nè. Ra limit là 30.000 nè. Rồi tiếp tục các bạn nhấp vào một file nè các bạn. Rồi các bạn bấm vào một file cái nữa nha các bạn. Rồi ở đây thì nó yêu cầu của mình đặt tạo hợp đồng thì các bạn tự đặt nha các bạn. Ví dụ như mình là new fan các bạn, em đặt tên hợp đồng các bạn. Rồi mình sẽ đặt là new ETH nha các bạn. Rồi các bạn nhớ là chấm son nha các bạn. Có chữ chấm son các bạn tạo hợp đồng được. Rồi các bạn bấm vào một gỡ chỗ này dưới đây nè các bạn. Rồi sau đó thì các bạn copy cái phần thông số tạo hợp đồng của nó các bạn. Các bạn copy từ đây tới đây luôn nha các bạn. Ơi
các bạn khớp hết luôn nha các bạn, khớp từ đây luôn nha các bạn. Rồi các bạn chép nè, rồi sau đó muốn bắt vào nè các bạn. Cho kỹ ta, mình bắt vào rồi mà. Limit muốn xem văn bản hình ảnh, sao chép văn bản cho phép. Sau khi các bạn bấm bắt vào, các bạn bấm Enter nha các bạn, để cho tự tạo hợp đồng mình nha các bạn. Ok, rồi các bạn bấm qua cái mục CC nè các bạn. Ở đây thì các bạn chọn là tối thiểu là từ 0.5 cho đến 0.7 thôi nha các bạn. Dưới 0.7 nha các bạn. Thì các bạn chọn cái khoảng 0.6. Và các bạn chờ rồi bạn bấm vào khâm lách nha các bạn. Sẽ đang hiện lên tiếp màu xanh ta. Bà nội bắt vào. Tờ các bạn này các bạn chọn xuống cái 0.5 thôi kìa. Được không? Sao bị lỗi này hoài ta? Để mình copy cái phần hợp đồng trên đây các bạn. Các bạn chờ thông cảm gì bị lỗi mà đặt tên tệch là new contract.son. Rồi nha các bạn nhấp vào ETH đây các bạn. Các bạn chọn vì sao bị lỗi không các bạn? Vì mình đã chuyển lại cái mạng này các bạn. Các bạn chọn vào InvestFastPA nha các bạn. Rồi sau đó bấm file nè, mình đã nhận ra lỗi nè. Mình lỗi nha các bạn. Rồi tiếp tục thì các bạn đặt là new contract.son nè. Thằng này được 100% theo mình nghĩ 99%. Rồi bạn bắt cái hợp đồng vào nha các bạn. Rồi đây thì các bạn chọn vào 0.5, 0.6 thôi nha các bạn. Rồi bấm vào khuyên lách nha các bạn. Đổi nữa ta, sao kỹ ta. Sao mình làm đúng rồi mình lỗi hoài ta. Xóa làm lại, đi tay. Ok. Chọn ETH nè. Chọn InterWithPA nè. Chọn file nè. Trong file nè. Tờ. Bắt từ đây. Để mình làm cái nớ các bạn, mình bị lỗi gì mà sao mình áp không được các bạn. Bấm vào file này. Sao làm ý gan của nó như con chắc chấm son ý gan hướng dẫn mà không được thôi. Giờ bấm bắt đi chỉ hợp đồng mình vào ai mà có hợp đồng rồi để mình copy lại các bạn. Thế tin mà này biết mạng lỗi sao không biết. Ok, nếu bị lâu hoài thì các bạn thoát ra vào lại nha các bạn. Đôi lúc nó bị mất mạng các bạn. Vào file. Connect. Đôi khi nó bị mắc kết nối nha các bạn, nên nó bị lỗi nha các bạn. Nên các bạn khi các bạn bị lỗi thì các bạn thoát ra vào lại, các bạn connect lại nha các bạn. Rồi, sau đó các bạn bấm vào file này các bạn. Các bạn cứ ghi là từ gì đi, new
BTC đi. Các bạn cứ chấm son nha các bạn. Chờ. Lần này chắc nghĩ được quá. Rồi các bạn bát vào cái mã code vào nha các bạn. Tại cái mã code sao mà bát không ăn nữa. Rồi mà bấm enter nha các bạn. Cái thằng quay quay này thì các bạn chọn là 0.6 không lách mắc mạng ta. Số kỹ tới. Ok thì các bạn cứ tạo hợp đồng tương tự như các bạn. Các bạn cứ ấy đi việc cái máy của mình đã bị mạng nó yếu, nó bị lỗi hoài các bạn. Thì các bạn cứ việc vào đây các bạn connect dưới Interweb 3 connect địa chỉ với mình nha các bạn. Sau đó các bạn bấm vào file nè. Các bạn chọn hợp đồng nha các bạn. Tạo hợp đồng nha các bạn. Mình làm cái nữa không được rồi mình tạm ngừng cái video tại đây nha các bạn. Đây mình nghe. Cái máy mình test hai máy, cái máy kia hôm mình cũng làm tương tự nhưng mà được sau giấc này mình làm bị lỗi luôn các bạn. Mình không biết nó lỗi cái gì luôn. Rồi mình bắt cho đây. Test tin. Không được bị lỗi. Chừng nào dưới đây cái tín màu xanh các bạn mới tạo hợp đồng được nha các bạn. Rồi mình sẽ update này sau cho các bạn nha các bạn. Vậy video của mình đến đây kết thúc. Mình chào tạm biệt các bạn. Hẹn tất cả các bạn những video tiếp theo từ mình nhé.